Tin vui lớn đến với cô siêu Nguyễn Phương Hằng, dự đoán kết quả của vụ án. Thưa quý vị, sự đánh đổi phải ngang tầm thì lòng người mới thuận. Cách đây hơn 10 năm, vì bọn quan lại và xây nhà ở Tiên Lãng, Hải Phòng quá đáng lắm rồi, nên mấy anh em nhà họ Đoàn quyết định phải chịu thiệt thòi, thậm chí phải hy sinh thì mới đẩy lùi được giặc. Chứ nhát gan, ích kỷ, không chịu sức mẻ chút nào thì làm sao cho bọn giặc là biết thế nào là lý độ được. Ta chịu thiệt thòi không chỉ để đem lại công bằng cho ta, mà còn tạo ra công bằng, một tiền lệ tốt cho xã hội thì mới là điều đáng trân quý. Thế rồi, mấy anh em chống lại và đã bẻ được rồi mấy cây răng của bọn sai nha, dám cả gan làm chó cho quan, để lại là cưỡng chế nhà và đất của dân. Kết cục là hai bên đều bị vào tù, nhưng dĩ nhiên là bọn quan lại phải bị ngấm đòn dai dẳng hơn vì danh dự và tương lai của nó sẽ bị khép lại vĩnh viễn. Vụ án cô Phương Hằng chắc chắn cũng thế thôi. Có lẽ cô Phương Hằng đã xác định trước là phải chịu thiệt thòi và hy sinh thì bọn đầu đàn của giặc của sói mới chịu lòi đầu ra. Bọn tôm tép rắc rưởi nghệ sĩ, bẫn, nhà báo hôi, luật sư thối, lương y rỡm thì chẳng chấp mà làm gì. Chắc chắn bọn nó cũng phải bị ở tù vài năm như cô Phương Hằng mà thôi. Nhưng buồn thay là một sự đánh đổi không được công bằng và ngang tầm. Một doanh nhân luôn có ích cho nhà nước và nhân dân lẽ nào bị đánh đổi ngang hàng với bọn nhơ nhớp rác rưởi đó sao? Theo đó, dứt khoát đã vào hang thì phải bắt cho được cọp. Có như vậy thì nhân dân mới được an lòng. Có như vậy, phải không? Pháp luật là những quy định, những điều khoản được đặt ra để nhằm mục đích xử phạt, chế tài, răn đe, giáo dục để cho xã hội ổn định. Và tùy theo từng quốc gia mà hệ thống pháp lý khác nhau. Và pháp lý đặt ra cũng dựa trên cơ sở đạo đức, lý, tiêu chuẩn, giá trị mà làm người. Pháp lý và tình người luôn đi song song với nhau và hỗ trợ nhau để đem lại sự ổn định, phát triển và hướng mọi người đến những điều tốt đẹp nhất. Và đứng trước pháp lý, mọi người đều như nhau và công bằng. Về vụ việc của cô Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam tiến hành xử phạt, trên đời này, bất cứ việc gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Để đánh giá một sự việc gì hay một người thì phải quan sát theo dõi rồi mới phân tích, đánh giá rồi mới kết luận chính xác được. Một vài hành động hay vài lời nói không thể nói lên bản chất của sự việc hay là con người. Những sự việc của cô Phương Hằng thì thấy rõ ràng rành rành. Điều đã điều tra thì phải làm từ những chi tiết nhỏ nhất. Nguyên nhân, lý do vì sao mà cô Hằng nói lên, live stream và động cơ mục đích gì là sẽ rõ mà thôi. Làm từ đầu, chứ đừng có lấy khúc đầu, khúc giữa, bỏ lấy khúc cuối là thấy sai. Với ý kiến của một số người dân, chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đến nơi đến chốn một cách công tâm và công bằng nhất. Thưa quý vị, thông tin về cô Phương Hằng hiện tại thì chúng ta tạm thời không biết chính xác là hiện tại nó như thế nào. Nhưng mà nếu theo dõi những cái trang cá nhân của những người trợ lý rất là thân cận của cô Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta lại nhìn nhận một cái điều gì đó rất là tích cực trong cái vụ việc cô Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì mới đây bên phía trợ lý của cô Nguyễn Phương Hằng, đó là Hà Lê, đã đăng tải một cái thông báo ở khu du lịch Đại Nam. Rồi sau đó cô có chia sẻ một số cái góc khuất khác thì... Trước tiên là mình xin đọc cái thông báo này để quý vị có thể là nắm bắt thêm những vấn đề liên quan đến khu du lịch Đại Nam. Thì trên trang cá nhân Hà Lê có đăng tải thông báo là các chương trình khuyến mại đặc biệt vào dịp hè năm 2022 dành cho trẻ em và khách đoàn nhằm tạo điều kiện cho các bé đến Đại Nam tham quan vui chơi. Bên cạnh các chương trình miễn phí vé vào cổng khu du lịch đến hết năm 2022, giá vé biển và vườn thú khu du lịch Đại Nam quyết định thực hiện chương trình khuyến mại đặc biệt vào mùa hè năm 2022. Đó là giảm thêm 50% giá vé cho trẻ em khi đến tham quan tại biển và vườn thú. Hiện tại, cái dịp lễ vừa rồi cũng có giảm giá rồi đó quý vị. Và thông báo tiếp theo nữa là có giảm thêm 50% giá vé cho trẻ em khi đến tham quan tại biển và vườn thú. Hai cái nơi này là rất đông khu du khách đến nha quý vị. Ngoài ra thì để tạo điều kiện tham quan tiết kiệm chi phí cho du khách Đại Nam, tăng thêm 5% chiết khấu dành cho khách đoàn. Hôm đó thì cũng có rất là nhiều đoàn tham quan. Và nhiều đoàn tham quan đều có những người hướng dẫn viên, người ta đứng đó để người ta giới thiệu cái giống như là lịch sử Đại Nam hay là chi tiết những cái công trình như thế nào thì người ta giới thiệu với đoàn người rất là đông. Cho nên Đại Nam cũng thu hút rất là nhiều khách du lịch bằng những cái đoàn tham gia như vậy. Và những cái đoàn mà trên 20 người thì sẽ được chiết khấu thêm 5%, cùng với đó là nhiều chính sách chiết khấu hấp dẫn dành cho từng đối tượng. Và tùy theo số lượng từng đoàn khách, thời gian áp dụng chương trình khuyến mãi hè từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2022. Rồi mọi thông tin liên lạc gì đó có ghi dưới. Cái quan trọng là tại sao mà bên phía Đại Nam lại thông báo này thì rõ ràng là cái đợt lễ vừa rồi là có rất là nhiều người quan tâm.
Rất là nhiều người muốn đến tham quan du lịch để vui chơi giải trí, do đó người ta mới phát huy luôn, giống như là thừa thắng xông lên. Còn nếu mà làm ăn bết bát thì ai mà mở thêm, đúng không quý vị? Bởi vì sau cái thông báo này là Đại Nam sẽ mở cửa 6 ngày một tuần, chứ không có 3 ngày một tuần như trước đây nữa. Đây rõ ràng là một chiến lược kinh doanh rất là tốt, giống như là từ đầu, sau khi mà đóng cửa 2 năm do dịch bệnh, thì người ta lại từ từ mở 3 ngày để thăm dò thị trường, xem thị hiếu của người dân như thế nào và du khách du lịch như thế nào. Và sau khi mà thấy thành công thì người ta tiếp tục mở rộng ra. Rõ ràng đó là một sự thành công mỹ mãn, chứ không phải là giống như một số tờ báo mà không thích cô Nguyễn Phương Hằng rồi lại nói là đưa tin, nói là Đại Nam thì vắng hoe vắng hoắt, người thì thưa thớt, người gì đó, đúng không quý vị? Và sau cái đợt thăm dò vừa rồi thì Đại Nam đã cho thấy là có cái cơ hội làm ăn, cho nên người ta mở tiếp tục một tuần lễ mở 6 ngày, chỉ nghỉ ngày thứ 3 mà thôi, là mở thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, chỉ nghỉ ngày thứ 3 để bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị mà thôi. Thì đây rõ ràng là một tín hiệu rất lạc quan dành cho khu du lịch Đại Nam. Và quan trọng là như chúng ta đã biết thì sau kỳ nghỉ lễ dài 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5 thì rất đông du khách đến để tham quan khu du lịch Đại Nam. Nhưng mà một số cái thành phần chống đối hay là những người không thích cô Phương Hằng thì họ lại lên bài, họ xuyên tạc, họ nói Đại Nam thưa thớt, rồi một số tờ báo thì lại nói là vắng khách thế này thì kia. Thế cho nên hôm nay thì bên phía trợ lý cô Nguyễn Phương Hằng là bạn Hà Lê này đã tiếp tục đăng tải một cái bài viết rất là hay. Cái này giống như là một cái sự mỉa mai dành cho một số tờ báo mà đã nói rằng là Đại Nam vắng khách trên trang cá nhân. Thì Thu Hà đã nói là báo nào đưa tin Đại Nam ế thì tự nhột đi nha. Tại sao? Thì đây có một cái tờ báo khác, cô có dẫn link lại một cái tờ báo nói rằng miễn phí vé vào cổng khu du lịch Đại Nam đông nghẹt, dịp lễ nhiều người, nhiều khu vực chật kín người. Thì trong tờ báo này chụp hình rất là nhiều người, những cái khu vực mà đông nghẹt người luôn, đặc biệt nhất là cái khu biển Đại Nam ở biển Nhân Tạo. Thì báo có viết một vài câu là khu du lịch Đại Nam được xem là địa điểm vui chơi lý tưởng của nhiều người từ Sài Gòn, Đồng Nai và các tỉnh lân cận trong dịp lễ 30 tháng 4 ngày 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày vừa qua. Khu du lịch này đã đón hàng nghìn lượt khách ghé đến tham quan và trải nghiệm các dịch vụ vui chơi giải trí đến kèm là những cái hình ảnh mà khu du lịch đông nghẹt người ở trên khắp các đoạn đường như là biển. Rõ ràng những cái biển như vậy đó mới chính xác. Và tại vì hôm đó chúng ta tận mắt chứng kiến là trải nghiệm những cái dịch vụ này, một số tờ báo trước đó nói rằng là vắng hoe, hoặc là một số người xuyên tạc nói là không có khách, đó là tầm bậy cái nào. Thí dụ như mình thích thì mình nói cho đúng, thích hay không thích thì cũng phải nói cho đúng cái sự thật chứ, đằng này xuyên tạc kiểu đó thì thấy không có hợp tình hợp lý chút nào. Đây là tờ báo này đăng tải rất là nhiều những cái hình ảnh đông nghẹt người, người ta luôn có quay một cái video luôn nha quý vị. So với những năm trước thì lượng khách đổ về khu du lịch Đại Nam đã giảm dần, tuy nhiên không khí có phần sôi động ấn tượng cho thấy các hoạt động hiện tại của khu du lịch này vẫn đang được duy trì và phát triển. Thật sự thì khi mà đến biển Đại Nam, biển Nhân Tạo, Đại Nam thì chúng ta thấy nó vừa an toàn, vừa hợp tình, vừa hợp lý, tại vì gần trung tâm hơn, còn những cái biển ở xa như biển Vũng Tàu, biển Mũi Né hay là Nha Trang này kia thì nó xa quá, xa trung tâm, và đặc biệt là ở biển Đại Nam là biển Nhân Tạo, do đó cái chế độ an toàn của nó sẽ an toàn hơn so với những cái bãi biển ngoài kia, và đặc biệt là một số bãi biển mà nó truyền thống ở ngoài xa trung tâm. Thì hầu như năm nào chúng ta cũng có một vài trường hợp rất là đáng tiếc xảy ra. Do đó mà khi mà đến với biển Nhân Tạo Đại Nam thì chúng ta đánh giá cái nơi này là đáng đến, đáng để đưa trẻ em hoặc là người nhà mình đi đến đây để tham quan du lịch cũng như là vui chơi. Bởi vì nó an toàn mà vừa gần trung tâm, chúng ta chỉ cần vài tiếng đồng hồ là xong hết, khỏe. Còn ở những cái nơi khác thì vừa đi xa rồi đường xá kẹt xe tùm lum, nó không an toàn. Ở đây thì cũng có rất là nhiều cái dịch vụ vui chơi rất là bổ ích nữa. Do đó theo như cá nhân của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng nên đi đến biển Đại Nam hơn là so với những cái bãi biển khác. Thí dụ như chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta có thể là đi xa, đi ra những cái bãi biển đó thì nó sẽ là hoang sơ hơn, thực tế hơn. Nhưng mà nếu mà không có thời gian nhiều thì đi đến Đại Nam cũng là một là giải pháp hợp tình hợp lý hơn. Rồi cái bài báo này có viết tiếp là khu du lịch Đại Nam nhờ có quỹ đất rất lớn mà lãnh thổ như được bành trướng hơn đầy đủ và biển núi, hồ được quy hoạch rõ ràng. Từng khu một, mỗi khu vực đều có sở hữu các kỷ lục khác nhau. Nổi bật trong đó là khu du lịch Tâm Linh, sở hữu kiến trúc đạt nhiều kỷ lục nhất Việt Nam. Rồi trường đua Đại Nam, công trình thể thao tốc độ phức tạp đầu tiên tại Việt Nam. Rồi khu du lịch Đại Nam thuộc công ty cổ phần Đại Nam, được thành lập vào tháng 3 năm 1996. Năm 2021, thì cô Nguyễn Phương Hằng, vợ chú Dũng Lò Vôi đã thay chồng của mình đảm nhiệm chức vị là tổng giám đốc điều hành. Rồi bà Hằng cũng kiêm luôn vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam.
Nam. Nói chung là một cái thông tin về Đại Nam, nhưng mà rõ ràng cái tờ báo này người ta đã đưa ra những cái hình ảnh là có đông du khách đến Đại Nam, chứ không phải là giống như một số cái thế lực kia mà không thích cô Hằng bắt đầu họ xuyên tạc, họ nói là Đại Nam thừa thớt vắng khách gì đó. Thế cho nên cũng có một số tờ báo họ cũng công minh, chứ không phải là tờ báo nào cũng phải xuyên tạc, đúng không quý vị? Thế cho nên trên trang cá nhân của trợ lý cô Hằng thì rất là bức xúc kèm với câu nói là mỉa mai là báo nào mà đưa tin Đại Nam ế thì tự nhột đi cưng, rất là vui. Trên trang cá nhân của cô trợ lý Hà Lê ở bên cô Nguyễn Phương Hằng cũng đang tích cực cập nhật những tình hình liên quan đến Đại Nam cũng như là những cái gì liên quan đến cô Nguyễn Phương Hằng, thì chúng ta cảm nhận được một điều có lẽ là một tín hiệu rất tích cực và lạc quan dành cho Đại Nam cũng như là cô Nguyễn Phương Hằng. Nói chung là tất cả những cái người yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng đều mong ngóng những cái thông tin tích cực hoặc là những cái gì đó hay ho về phía Đại Nam, về phía cô Nguyễn Phương Hằng. Ngay bản thân Thùy Linh cũng vậy, mình cũng rất là mong một ngày nào đó không xa cô Nguyễn Phương Hằng sẽ tái xuất và đem đến những cái điều tích cực cho cuộc sống cũng như là cho mỗi người trong chúng ta đang tham gia theo dõi hoặc là đang yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng. Và vừa rồi là những thông tin mà Thùy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV muốn gửi đến cho quý vị. Còn thời lượng bản tin ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.